Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của nữ chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi nhất Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam, một vị nữ chủ tịch lên ngôi khi chỉ mới 36 tuổi. Thông qua quyết định bổ nhiệm và đồng thuận của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Kim Long Bank, bà Trần Thị Thu Hằng sẽ chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ngân hàng này từ ngày 26 tháng 5 năm 2021. Bà Hằng sinh năm 1985 là nữ chủ tịch trẻ tuổi nhất ngành ngân hàng. Bà Trần Thị Thu Hằng tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đó, bà Trần Thị Thu Hằng có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý ngân hàng. Kể từ năm 2011 đến năm 2018, bà Hằng đã kinh qua vị trí quản lý ở các ngân hàng Liên Việt Postbank và MFB. Cụ thể, theo thông tin phát đi, chiều ngày 3 tháng 5, Kim Long Bank tổ chức họp hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022. Tại phiên họp này, ông Lê Hồng Phương đã từ chức nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân. Một nội dung được thống nhất trong cuộc họp là bà Trần Thị Thu Hằng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và tạm thời đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, phụ trách hoạt động của Hội đồng Quản trị Kim Long Bank trong thời gian hoàn tất các thủ tục liên quan từ mùng 3 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2021. Thực tế, ông Lê Hồng Phương cũng mới đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kim Long Bank từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Như vậy, trong vòng hơn 2 tháng, Kim Long Bank đã hai lần thay đổi chức vụ cao nhất trong Hội đồng Quản trị. Theo bản tin cung cấp, bà Trần Thị Thu Hằng sinh tại Thái Nguyên, hiện sinh sống tại Hà Nội. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kim Long Bank, bà Hằng là thành viên Hội đồng Quản trị ngân hàng này. Bà Hằng còn là Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine Group, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KS Group. Tính đến tháng 1 năm 2021, số cổ phần mà bà Hằng đang nắm giữ là 15,3 triệu cổ phần, chiếm 4,75% vốn điều lệ. Ngoài ra, tại Công ty Cổ phần KS Group, nơi bà Hằng đang làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bà Hằng cũng sở hữu gần 14,6 triệu cổ phiếu, tương đương 33% vốn điều lệ. Công ty này hiện chưa niêm yết trên sàn chứng khoán. Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần có trụ sở tại tầng 12 tòa nhà Sunshine Center, số 12 Phạm Hùng, Hà Nội. Công ty này hoạt động từ 25 tháng 11 năm 2020 trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Như vậy, người Sunshine đã chính thức đặt chân vào Hội đồng Quản trị Kim Long Bank trên cương vị cao nhất Hội đồng Quản trị. Trước đó, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sunshine Group là một trong hai ứng viên được đề cử tham gia Hội đồng Quản trị Kim Long Bank nhiệm kỳ 2018-2022. Thông tin được công bố công khai trong tài liệu cập nhật phục vụ phiên họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Kim Long Bank. Việc đề xuất bổ sung hai thành viên này diễn ra do Hội đồng Quản trị Ngân hàng dự tính trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị với hai người là ông Lê Khắc Gia Bảo và bà Trần Thị Thu Hằng. Còn thực tế diễn ra là bà Trần Thị Thu Hằng vẫn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kim Long Bank. Tại cuộc họp thành viên Hội đồng Quản trị, hai thành viên dự kiến được bầu bổ sung có Hội đồng Quản trị hay không, có ai rút hay không, tất cả vẫn chỉ là câu hỏi. Chia sẻ với báo chí, một nguồn tin từ Hội đồng Quản trị Kim Long Bank cho biết, ông Lê Hồng Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kim Long Bank, rút khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhưng vẫn là thành viên Hội đồng Quản trị. Về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Kim Long Bank hiện tại, nguồn tin này cho hay chưa có cập nhật. Về việc bổ sung hai người mới vào Hội đồng Quản trị, miễn nhiệm hai thành viên thì hiện nay cơ cấu Hội đồng Quản trị của Kim Long Bank ra sao, vị này từ chối cung cấp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.